mà Thánh chịu đựng là em nè. Rồi như vậy là đến đêm động phòng mới có giá trị đúng không? Mới chính xác là được đụng đúng không? Người nào mới là đáng giá ngàn vàng đối với hai em đúng tuyệt không? Tuyệt vời, lãng mạn. Có không? Đêm động phòng nó sao? Lãng mạn. Đêm động phòng thì em nhớ mãi luôn á. Sau khi mọi người về hết rồi thì vô phòng chuẩn bị ngủ rồi, cái vợ em quay lưng ơi, tại nhát mà, gái lần đầu tiên mà. Cái em quay nói em mình là vợ chồng rồi đó. Im 10 phút sau em nói im, ủa kỳ vậy ta. Cái em quay em mình là vợ chồng rồi đó. Còn thức nhưng mà cứ quay mặt vậy đó. Cái lúc đó em tức quá, để anh. Dạ lúc đó là em chủ động luôn, lâm trận luôn. Dạ. Chứ vậy không nói, không nói gì hết. Bây giờ hết nhát chưa? Giờ thì hết rồi. Bây giờ ngược lại rồi phải. Dạ đúng rồi. Lại, em, lâu lâu em nhé. Bây giờ mà lâu lâu mà không đụng được anh ơi. Mình là vợ chồng đó anh. À đúng không? Tụi em là lấy nhau bao lâu thì mới có con? Khoảng 6 tháng. Và để sanh con rồi luôn. Sanh con rồi luôn mà phọt như vậy nè, có chịu nổi không? Đó. Con như... được mấy tháng? Dạ được 1 tuổi. Được 1 tuổi. Ôi trời. Hai bạn này yêu nhau tới 5 năm lận. Như vậy mà bây giờ là tất cả các em cũng được 8 năm rồi. Tật xấu của anh ấy có gì không em? Dạ khi mà sống chung rồi mới biết được nhiều tật xấu. Tại vì trước khi quen thì cái gì nó cũng đẹp hết, hoa hồng hết. Khi mà cưới nhau về hay nóng tính nè. Trời ơi em này mà nóng tính hả? Dạ. Tụi có cọc không? Dạ có. Dạ. Cái đô nặng nhất là ảnh làm gì? Kiểu như là nạt nộ thôi. Rồi nói xong rồi mình thấy gì mình giảm xuống rồi mình ra chỗ khác. Tí là cái hết rồi. Có quăng đồ quăng đạp dạ không? Với lại hay đi việc khuya. Đi nhậu hả? Cũng nhậu rồi có lúc cũng đi làm. Đi làm thì thường có 9-10 giờ thôi. Có đi tham gia cái câu lạc bộ mà cầu lông á. Đánh cầu lông xong rồi mấy anh em vài chén. Có 1-2 giờ mới về. À đánh cầu lông tới 1-2 giờ đó, đi khuya buổi sáng. Em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào Quốc Thuận. Dạ em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Trọng Ân. Em tính từ Tiền Giang, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp của em là em làm tổ chức sự kiện event ạ. Dạ, còn xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thận và kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thí Diễm, năm nay 30 tuổi, đến từ Long An. Và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Ủa sao kỳ vậy, một đứa Tiền Giang, đứa Long An, vậy tụi em đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì tụi em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Gốc là Long An, còn gốc là Tiền Giang. Là Tiền Giang. Hai em lần đầu tiên gặp nhau, ai ấn tượng người kia trước? Dạ, tại câu chuyện là gặp nhau của em là giống như một cái duyên vậy đó, giao bầu gà bình thường. Thì lúc em đang làm việc, tự nhiên thằng bạn cấp 3 em nó gọi cho em tâm sự. Nói, Ân ơi, tao đang buồn quá. Tao có một cô gái mà tao cua hoài không được. Tôi cua gần 3-4 tháng nay rồi mà em đang nghĩ trong đầu, ủa thằng bạn em nít nó đẹp trai, nó cao 1m85 luôn. Em trong đầu em nghĩ là thằng này đẹp trai sao nó không cua được. Thì mới nhờ em, Ân ơi, tao nhờ mày giả làm tao đi, cua bạn này giùm tao. Tại vì mày cũng nói chuyện được xíu, còn tao nó cua hoài không được. Thì em cũng thử, em nhận lời, em giúp nó. Thì để cho em số điện thoại. Lúc đầu em nhắn tin cho vợ em, mà có khi em nhắn một tin nhắn mà tới 2-3 ngày vậy em mới trả lời. Nhưng mà tới một khoảng thời gian khoảng 2 tháng sau, lúc đó thì em thôi, em nói thật luôn với vợ em. Em không thể giấu được nữa. Thì nói tôi là tôi giúp thằng bạn tôi vậy thôi, chứ tôi thấy kỳ quá, tại sao bạn không thích nó. Thì lúc đó bây giờ em mới tâm sự với em. Vậy rồi, em rồi sao? Tại sao? Tại em sao? Nói đi. Thấy kiểu bạn nó không có được mềm vậy lắm. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của em lúc đó như thế nào? Có bạn trai hay là chưa có? Dạ đã có bạn trai rồi. Cũng là một phần là như vậy. Nhưng mà lúc đó là cái lúc mà bạn này thú thật với em á, là bạn không phải là cái người kia đó. Lúc đó là em và bạn trai em có còn không? Vẫn quen nhưng mà bạn này chỉ xem bạn này bạn thôi. Kiểu như thấy bạn này cũng thật thà vậy thôi chứ chưa có đến gì hết á. Mà sao bạn này mới về quê rồi mới ghé ngay cái chỗ mà học của em á. Rồi mới hẹn ra kiểu như là uống cà phê. Tại vì hai người cũng học chung chuyên ngành á. Kiểu như để xem trao đổi với nhau đó. Đi rồi thấy gặp, thấy tính tình hợp với nhau. Nói chung là đi có tầm nửa tiếng thôi. Nhưng mà sao cái vô tình có cơn mưa lớn ơi là lớn luôn, nên là không có về được, phải tấp vô cái quán mà karaoke á. Rồi hai người ngồi hát rồi kiểu như là nói chuyện được nhiều hơn. Lúc đó mới hiểu được hơn. À trời khiến rồi đúng không, chứ phải hôm đó là không có cơn mưa thì chưa chắc gì là đã hiểu nhau. Dạ đó là ý trời đó. Nhưng mà lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em có bị mất hồn không? Ấn tượng rất cái mái tóc, tóc dài qua chấm lưng luôn. Dạ mà chỉ cần xõa thôi là hết, thay lưng luôn. Chán rất là thon, rất là đặc biệt, rất là trắng. Em gặp là em đã thích rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Và bây giờ nè, đang có bạn trai và bây giờ gặp thêm một người này xuất hiện như vậy là tới 3 người lận á. Dạ đúng rồi. Có khi nào bạn trai biết không? Hôm bữa đó có lần sau bạn này chở em đi á, cái bạn trai đứng trước cửa. Xong rồi gặp, rồi 3 người gặp nhau luôn. Rồi sao, chuyện gì xảy ra? 3 người nói chuyện với nhau, nói chuyện để tìm hướng giải quyết á.
Xong cái thấy bạn trai mình nói ra cái thấy bạn trai đó không được thật thà cho lắm, rồi có mình cảm thấy thất vọng á, muốn cho bạn này cơ hội. Thôi em tự đưa ra luôn, em nói là thôi thải cái đồng xu đi, hai anh muốn chọn mặt nào thì em sẽ theo người đó. Cho người đó cơ hội. Tại vì không có hướng cái nào mà nào giải quyết nào hết. Rồi sao? Dạ lúc đó em hồi hộp lắm. Hồi hộp lắm. Tại vì cũng giống như là coi coi trời định đó. Dạ. Đó trời định. Cái này đó là trời định đó. May rủi luôn. Lúc đó thì cũng em nghĩ trong đầu ấy, phải trời Phật phù hộ cho con. Anh nhớ lần đầu tiên á là đúng cái mặt em chọn. Nhưng anh nó không chịu. Anh nó nói xé nháp. Cái đến lần thứ hai vẫn là cái mặt của em luôn. Thì lúc đó anh nó thế đã rồi. Thì anh nó nói với vợ em là bây giờ cho anh một tháng cơ hội đi. Ừ. Nhưng mà lúc đó thì vợ em thì bà vợ em cũng nói là thôi bây giờ anh đã nói như vậy, anh đã đồng ý cuộc chơi này. Một lần thì anh nó nháp, nhưng lần hai là chính xác như vậy rồi. Ừ. Trời định như vậy rồi. Trời thì anh rồi. Phải chấp nhận thôi. Ừ. Em chị hỏi nè, cái hôm mà hát karaoke á, là hôm hát xong là về là sau cái buổi hôm đó là em có cảm tình với bạn này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là chính vì vậy mà mới có những cái chuyện trao đảo rồi bạn trai em mới biết rồi mới này kia mới gặp nhau đúng không? Dạ. Ừ thôi thì giờ cũng đến được với nhau do trời định đó. Đó là ý trời đó. Dám cá luôn, nếu tung lần ba vẫn thuộc về. Đúng rồi. Kể cả anh kia tung luôn. Đó, vẫn thuộc về. Rồi bắt đầu đi, lấy cái mốc từ sau cái đồng xu đó. Hai đứa bắt chính đầu thức chính thức yêu nhau. Dạ đúng rồi. Từ lúc đó cho đến lúc cưới là bao lâu? Tụi em quen nhau cũng hơn 5 năm tụi em mới cưới. 5 năm mới cưới. Chà, như vậy trong 5 năm nó chắc có nhiều trắc trở lắm đúng không? Hay là nó suôn sẻ? Dạ thực chất thì vợ em chồng em cũng suôn sẻ lắm. Ôi thôi vậy chúc mừng. Như vậy thì sau cái đó thì bao lâu tụi em có cái hôn đầu tiên với nhau? Em ở Sài Gòn, em làm việc ở Tây. Thì vợ em ở dưới Long An á. Thì khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng em mới về 1 lần. Mà vợ em lúc đó cũng khó lắm chứ không có dễ nữa. Gặp nhau là chỉ nói chuyện một vài câu thôi là đi về học bài. Mới ngồi gần xíu thôi là thôi anh đi ra đi. Cả cũng không được luôn. Dạ. Bao lâu thì mới không được? Gần hơn 1 năm. Tại lúc đó là vợ em lên Sài Gòn làm với em luôn. Thì lúc đó có Sài thời Gòn. Gian. Dạ đúng rồi, hôn ở Sài Gòn. Rồi sau khi mà hôn được rồi thì có cái gì đi xa nữa? Vợ em thì em cũng nói lúc đầu là vợ em khó lắm. Hôn em nó hơn 1 năm á, mới được hôn đó. Mà hôn má thôi. Hôn gió, hôn mi gió rồi đó. Trời ơi, hôn gió mà em phải chơi chiêu mới hôn được đó. Mà 1 năm mới hôn gió. Dạ. Rồi em chơi chiêu là bao nhiêu lâu? Trước khi cưới khoảng 1 năm thôi mới được hôn. Trời là 4 năm mới được hôn. Em là Phong bằng kêu bằng mà thánh, mà thánh chịu đựng là em nè. Rồi như vậy là đến đêm động phòng mới có giá trị đúng không? Mới chính xác là được đụng đúng với không? Người nào mới là đáng giá ngàn vàng đó với hai em đúng không? Tuyệt vời, lãng mạn. Có không? Đêm động phòng nó sao? Lãng mạn. Đêm động phòng thì em nhớ mãi luôn á. Sau khi mọi người về hết rồi thì vô phòng chuẩn bị ngủ rồi. Cái vợ em quay lưng rồi. Tại nhát mà, gái lần đầu tiên mà. Cái em quay nói em mình là vợ chồng rồi đó. Im. 10 phút sau em nói im, ủa kỳ vậy ta. Cái em quay em mình là vợ chồng rồi đó. Còn thức nhưng mà cứ quay mặt vậy đó. Cái lúc đó em tức quá. Để anh. Dạ lúc đó là em chủ động luôn. Lâm trận luôn. Dạ. Chứ vợ không nói, không nói gì hết. Bây giờ hết nhát chưa? Giờ thì hết rồi. Bây giờ ngược lại rồi phải. Dạ đúng rồi. Lâu em lâu nhát, vậy, em nhát. Bây giờ mà lâu lâu mà không đụng được anh ơi. Mình là vợ chồng đó anh. Đúng không? Tụi em là lấy nhau bao lâu thì mới có con? Khoảng 6 tháng. Sanh con rồi nhé. Luôn. Sanh con rồi luôn mà phọt như vậy nè. Có chịu nổi không? Đó. Con được mấy tháng? Dạ được 1 tuổi. Được 1 tuổi. Ủa trời. Hai bạn yêu nhau tới 5 năm lận. Như vậy mà bây giờ là tất cả các em cũng được 8 năm rồi. Tật xấu của anh ấy có gì không em? Dạ khi mà sống chung rồi mới biết được nhiều tật xấu. Tại vì trước khi quen thì cái gì nó cũng đẹp hết. Hoa hồng hết. Khi mà cưới nhau về hay nóng tính nè. Trời ơi em này nóng tính hả? Dạ. Rồi có cọc không? Dạ có. Dạ. Cái đô nặng nhất là ảnh làm gì? Kiểu như là nạt nộ thôi. Rồi nói xong rồi mình thấy vậy mình giảm xuống rồi mình ra chỗ khác. Tí rồi cái hết. Có quăng đồ quăng đạp dạ không? Với lại hay đi thì khuya. Đi nhậu hả? Cũng nhậu rồi có lúc cũng đi làm. Đi làm thì thường có 9-10 giờ thôi. Có đi tham gia cái câu lạc bộ mà cầu lông á. Đánh cầu lông xong rồi mấy anh em vài chén. Có 1-2 giờ mới về. À đánh cầu lông tới 1-2 giờ đó, đi khuya. Bữa sáng sao đi làm nổi? Dạ bữa sáng em bởi ngủ nướng. Bởi vì em ngủ nướng đó. Bữa 9 giờ cũng vậy. Rồi giờ tới em đó. Bà xã em cũng hiền. Nhưng cũng có một vài cái tật xấu nhỏ nhỏ chút xíu thôi. Thứ nhất là vợ em hiền mà cái đó là một cái ưu điểm nhưng mà bên cạnh đó cũng là khuyết điểm nữa. Tại vì ví dụ như đang nói chuyện, em hỏi là em ý em sao? Em sao cũng được hết á. Nhưng mà đến khi sự việc đó xảy ra thì vợ em đã không đồng ý thì không làm. Mà cũng không nói nữa. Thế em hỏi là tại sao mà lúc đó em không chịu nói, không chịu bàn với anh. Thì lúc đó em không biết nữa. Hiền quá hiền luôn, không chịu nói, không có chính kiến của mình. Tại sao vậy? Kiểu như từ nhỏ giờ là em ít nói rồi. Đi làm thì nói thôi, về nhà em cũng hạn chế nói chuyện. Em bé rồi
về rồi ru bé ngủ rồi ngủ luôn, rồi có khi chồng về nhiều khi không gặp mà sáng mới gặp. Nhưng mà ví dụ như ảnh đi 2-3 giờ khuya về em có bực mình không, em có ghen không? Dạ em, không em có suy diễn là ảnh đi với ai không? Dạ không luôn, em tin hoàn toàn em, em có nghĩa là sáng luôn. Em ơi em không quan tâm hay là em tin chồng em tuyệt đối? Em tin chồng em. Dạ. Bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì hiền quá, em muốn vợ em này đôi lúc á thì cũng có cái gì thì cứ nói, chứ đừng có mà để trong lòng. Tới một sự việc nào đó thì khó chịu, mà khó chịu cũng không phải là la lớn gì hết, là không làm thôi và bỏ chỗ khác. Khi mà lựa dành cho chồng á thì có cái gì mình phải tâm sự với nhau nghe. Em thì sao? Em thì muốn chồng em thì về sớm hơn tí. Tính thì cái tính nóng á thì chắc nghĩ là chắc không bỏ được rồi, nó ăn sâu vô rồi. Chắc từ từ thì mình tự mình kiềm chế, mình hạn chế là thôi. Cái nóng nảy của ảnh có làm cho em bị tổn thương không? Dạ có. Là do cái lời nói đúng không? Dạ, cái đúng ngôn rồi, ngữ, lời nói ngôn ngữ thôi. Chứ không chứ... phải là do cái hành động dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Chị cảm giác vậy nè, em chưa hiểu rõ vợ em lắm. Ví dụ nãy chị hỏi vợ em có ghen hay không, vợ em nói không, vợ em không ghen, hoặc là vợ em không này kia nọ. Chị nghĩ là vợ em không muốn nói ra cái điều đó, nhưng mà không người phụ nữ nào mà thấy chồng mình đi tới 2-3 giờ sáng mà yên tâm được hết trơn á. Chỉ có điều là vợ em tự vượt lên cái điều đó với bản thân mình. Vì sao? Ví dụ như là tánh em nóng thì nhiều khi nói ra rồi em lại cọc cằn, em lại nói rồi là nói như vậy rồi vợ lại tổn thương. Tổn thương thì cô này á, thì bản thân cô đã hiền rồi. Nhiều lần như vậy thì cô sẽ tự cố co mình lại, cô đóng cửa lại và cô không có cởi mở ra nữa. Đến một lúc nào đó là em hoàn toàn sẽ không hiểu vợ em nghĩ cái gì luôn. Đó, nếu như mà cái tình trạng này không cải thiện là không bao giờ em hiểu được vợ em luôn. Với những người phụ nữ mà họ bộc trực á, thì họ sẽ bô lô bô la, họ nói liền, họ la liền, họ này kia, họ tay đôi gì với em luôn. Ví dụ vậy. Mà riêng với vợ của em thì vợ em chọn cái cách im lặng, chọn cái cách chịu đựng. Tại vì vợ em nghĩ trong đầu rằng có nói ra thì em cũng sẽ không thay đổi, cho nên là thôi chấp nhận cái phần hy sinh cho mình, thiệt thòi cho mình, là mình cứ im lặng đi để gia đình nó yên ấm. Đó là theo cái chị cảm nhận là như vậy. Thì thành ra là chị nghĩ, tại vì khi em làm event em sẽ lanh hơn, em cái cảm nhận của em nó sẽ nhạy hơn. Thì chị nghĩ rằng với bên ngoài thì mình nhanh, nhưng mà mình cũng phải áp dụng cái nhanh nhẹn của mình trong gia đình nữa. Em phải đoán trước, em phải đoán ý được vợ em, và em phải là người tìm hiểu vợ em, phá bỏ cái gọi là cái bức tường mà vợ em đang chuẩn bị xây xong rồi đó. Chị nói thiệt luôn á, là chuẩn bị xây xong rồi, còn có cánh cửa thôi đó. Giờ là em phải phá nó đi. Em biết không, cái cặp vợ chồng trước của em á, là hai bạn đó là gần như là một á, là không có một cái gì mà đứng ở giữa hai bạn đó luôn đó. Thì cái cuộc sống vợ chồng như vậy á, thì nó mới hạnh phúc. Chứ không thì đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy em cũng là gánh nặng của vợ em, và ngược lại vợ em cũng sẽ là gánh nặng của em. Em hiểu với chị không? Sau đây thì hai vợ chồng phải chịu khó nói chuyện với nhau. Đúng em rồi. Phải là người khơi gợi cái điều đó nha. Dạ, dạ em cảm ơn. Và em cũng phải nói nha. Tại vì em biết không, anh này á, nếu mà anh làm về event á, thì tâm hồn ảnh á, cũng có cái máu nghệ sĩ, cũng có cái máu mà nghệ thuật ở trong đó. Thì cái thẩm thấu và cái cảm nhận trực giác của anh rất là nhanh. Anh rất là hiểu. Thành ra em đừng nghĩ là anh sẽ không thay đổi, anh sẽ thay đổi nếu như em chịu nói. Nha. Nha cưng. Rồi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn chị rất nhiều.